cái tác dụng của serum chống nắng nội sinh này bao gồm, thứ nhất nó có tác dụng của một cái màng lọc hữu cơ, nó sẽ giúp cho chúng ta lọc bớt tia UV đi khoảng 96,67% và có tác dụng lọc luôn cả tia UVA. Cái tác dụng thứ hai đó là chống nắng nội sinh, nghĩa là những cái tia UV nào lỡ có thể xuyên qua được màng lọc tác dụng lên da chúng ta thì cũng sẽ bị trung hòa ngay những gốc tự do khi mà nó sinh ra cái tác dụng độc hại. Cái thứ ba của serum chống nắng nội sinh này đó là nó cung cấp nhiều cái dưỡng chất, nó có thể giống được sử dụng giống như một cái serum dưỡng da thông thường. Cái điều thứ tư là nó có khả năng cấp ẩm, cấp nước cho da rất là tốt. Và cái điều thứ năm, nó tạo một cái độ trơn, một cái độ hòa quyện tốt cho những cái lớp nền, những cái lớp che phủ, những cái lớp makeup mà chúng ta sử dụng sau đó.